một vùng đất nằm ẩn sâu trong núi rừng Tây Bắc, bị cô lập bởi thung lũng xung quanh và những con đường mòn men theo triền núi. Một vùng đất được những tổ chức uy tín trên thế giới công nhận là một trong 5 điểm du lịch dã ngoại thú vị nhất Đông Nam Á. Nhưng chúng ta không phải ai cũng biết về nó, về một vùng đất hoang sơ với những chứng tích lịch sử bị chôn vùi. Và đó là Pú Đao, một nét đẹp bị quên lãng. Nhưng trước khi đến với Pú Đao, chúng ta hãy ngược dòng lịch sử, trở lại với một thời kỳ binh biến nhưng vô cùng quan trọng của nước Đại Việt ta. Nói đến vùng đất này, vào khoảng những năm 1400, nổi lên hai nhân vật quan trọng được sử sách lưu lại: Đèo Cát Hãn và Lê Lợi. Năm 1407, quân Minh sang xâm lược Đại Việt. Đèo Cát Hãn khi đấy đang đứng đầu châu Mường Lễ, liền theo nhà Minh để được tiếp tục ngôi vị. Năm 1418, sau hồi thề Lũng Nhai, Lê Lợi lên ngôi và tự xưng là Bình Định Vương. Sau khi tiêu diệt viện binh chủ lực của quân Minh và bao vây thành Đông Quan năm 1427, nhà vua sai chủ thư thị sứ là Trần Hổ đi châu Mường Lễ chiêu dụ Đèo Cát Hãn. Viên thổ quan này đồng ý quy thuận nên vẫn được cai quản vùng đất trên. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, lấy niên hiệu là Thuận Thiên và tự xưng là Lam Sơn Đồng Chủ. 3 năm sau, Đèo Cát Hãn làm phản, liên kết với viên quan khác đánh chiếm một vùng đất nay thuộc Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hiểu được tầm quan trọng của miền Tây Bắc đối với lãnh thổ và sự an nguy của đất nước, tháng 12 năm 1431, nhà vua thân chinh đi tiếu phỉ và chiến đấu tại vùng đất này trong suốt hơn một năm trời. Đèo Cát Hãn cùng hơn 3.000 quan quân bị quy phục. Trên đường trở về, nhà vua đã làm một bài thơ tạc lên vách núi Pú Huổi Chó thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Và đó là con đường dẫn đến Pú Đao. Pú Đao là một xã người Hơ Mông nhỏ bé, gồm 4 bản: Hồng Ngài, Nậm Đong, Nậm Đắc và Hồng Tý, thuộc huyện Sìn Hồ, cách thị xã Mường Lay khoảng 13 km. Tên Pú Đao theo tiếng Hơ Mông có nghĩa là điểm cao nhất, vì xã nằm chót vót trên núi cao, nhìn ra khắp bốn bề xung quanh là các thung lũng. Vào những ngày mây mù che phủ, Pú Đao nổi lên như một hòn đảo đơn độc giữa trời mây non nước. Cũng chính vì ở một địa thế cô lập, con đường dẫn chúng ta đến với Pú Đao cũng không hề đơn giản. Từ thành phố Điện Biên Phủ, bạn phải đi ô tô khoảng 3 tiếng đồng hồ để đến cầu Lai Hà. Và từ đó là con đường bộ dài khoảng 24 km lên Pú Đao. Với nhiều người Việt Nam, Pú Đao không có nhiều hấp dẫn về mặt du lịch. Nhưng chính vì đoạn đường 24 km này đã đưa Pú Đao lên bản đồ du lịch khám phá thiên nhiên số 1 Đông Nam Á. Yếu tố này đã thôi thúc chúng tôi đi tìm lời giải đáp tại sao. Tại sao thật ít người Việt Nam biết đến Pú Đao, nhưng đối với người nước ngoài, nó đã là điểm đến số 1 suốt gần 5 năm qua. Một điều gì đó đã khiến chúng ta lãng quên mảnh đất này, hay chúng ta không nhận ra? Chỉ có khoảng hơn 800 người dân tộc Mông sinh sống trong khu vực rộng gần 90 km vuông, với mật độ dân số đạt 9 người 1 km vuông. Cũng chính vì mật độ dân cư thưa thớt như thế mà phải mất một khoảng thời gian trên đường, chúng tôi mới bắt gặp những cư dân đầu tiên của Pú Đao.
Cũng giống như các địa điểm vùng cao khác của Tây Bắc, những người dân Hơ Mông ở đây sống chủ yếu và trồng trọt trên những thửa ruộng bậc thang nằm rải rác trên các sườn đồi. Trong các dân tộc đang sinh sống tại Việt Nam thì có lẽ người Mông là dân tộc sống ở độ cao cao nhất so với các dân tộc khác. Những căn nhà người Mông luôn chọn ở lưng chừng phía trên các ngọn núi khoảng từ 800 đến 1.500 mét so với mực nước biển và nhiều thế hệ cùng sinh sống. Trong thời đại hiện nay, khi mà việc đi lại không còn gặp nhiều khó khăn như trước, và dù đã thực hiện nhiều cuộc hành trình khám phá, nhưng chính tại Pú Đao, chúng tôi mới được những người Hơ Mông bản địa kể cho nghe câu chuyện truyền thuyết về dân tộc họ. Câu chuyện được kể trên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của buổi chiều vùng cao, làm chúng ta chìm đắm vào trí tưởng tượng. Có lẽ đây là một điểm hấp dẫn nhất của hành trình này. Bởi có lẽ chỉ tại Pú Đao, một nơi nằm tách biệt so với cuộc sống hiện đại xung quanh, những người dân nơi đây mới luôn lưu giữ được giá trị bản sắc vốn có của họ. Chắp nối những câu chuyện và một số nguồn tư liệu tìm được, chúng tôi mới có được một vài mường tượng về nó. Truyền thuyết kể rằng, họ đến từ những nơi cực kỳ lạnh lẽo. Ở nơi đó, bóng tối kéo dài 6 tháng và ánh sáng cũng kéo dài 6 tháng. Từ nơi này, họ đã đến phương Bắc theo những chuyến đi săn. Một người thợ săn sau khi đi dài ngày trong tuyết cùng con chó của mình đã phát hiện ra những hạt lạ dính trên cổ của nó. Lúc đó, khi người Hơ Mông cho rằng toàn thế giới đã được thám hiểm hết, nhưng những hạt lạ đã dẫn dắt họ tới Trung Hoa. Và đó, theo các nhà khoa học, nó nằm vào cuối thời kỳ băng hà. Theo các tài liệu khoa học cũng như các truyền thuyết, thì những người Mông đầu tiên di cư vào Việt Nam sớm nhất khoảng 300 năm trước, và Tây Bắc là một trong những vùng đất đầu tiên. Tiếng Mông là một ngôn ngữ không có chữ viết. Năm 1961, phương án chữ Mông theo thứ tự giảng Latin đã được chính phủ Việt Nam phê duyệt chuẩn. Cho đến thập niên 1970, phong trào học tiếng Mông phát triển mạnh ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng cho đến nay, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình hình học tiếng Mông đã không còn phát triển rộng rãi. Chính vì thế, ở thời đại hiện nay, việc mang những con chữ lên vùng cao cho các em học sinh nơi đây thực sự là một điều vô cùng khó khăn đối với các thầy cô giáo đã chịu khó bám bản. Như tôi lên đây thì nói chung Pú Đao là có một cái điểm trường rất là khó khăn. Vì đây là cái điểm trường vùng cao. Nhất là khó khăn về cái con đường đi lại này, và khó khăn thứ hai là
vì khi điều kiện nước nôi các thứ là cũng rất là khó khăn ạ. Vừa lên cái thấy con người Pù Đao, người dân Pù Đao này rất là dễ mến đấy, và cũng rất là nhanh hòa đồng. Ở một địa thế gần như tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài. Chính vì thế, bản sắc chính là điều những người Mông sinh sống ở Pù Đao giữ được rõ rệt nhất suốt hàng trăm năm qua. Những câu chuyện kể say lòng về lịch sử của người Mông cũng như khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây như níu giữ tất cả những lữ khách đã từng đi qua như chúng tôi, nhưng lại im lìm, chìm trong một ốc đảo bí mật giữa núi rừng Tây Bắc, đủ để không nhiều người biết đến, đủ để giữ được những bản sắc tự nhiên của ngày xưa. Và đó là Pù Đao, như là bạn đang ở một nơi nào đó với nét đẹp bị quên lãng. Và ở Việt Nam, còn bao nhiêu mảnh đất như thế, cuộc hành trình vẫn còn tiếp diễn.